Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel chia sẻ kinh nghiệm học Android của TinCoder. Hôm nay thì như đã hứa thì mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho tất cả các bạn một cái video hướng dẫn làm sao các bạn có thể tự chuyển đổi cái thằng Realtime Database trong những cái sản phẩm số code của mình trên chính cái tài khoản Gmail của tất cả các bạn. Ok, thì mình nhắc lại, khi mà các bạn ủng hộ cái số code của mình thì chắc chắn rằng mình sẽ support hoàn toàn miễn phí làm sao các bạn có thể build được cái ứng dụng lên trên cái phiên bản Android Studio trên máy tính của các bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mà các bạn chạy app mà có vấn đề gì, ví dụ như các bạn phát hiện ra một cái lỗi nào đấy chẳng hạn, thì mình sẽ support feedback hoàn toàn free. Sau đó thì mình sẽ gửi lại cái bản cập nhật cho tất cả các bạn. Đó, thì mình rất cảm ơn bạn nào mà có sản phẩm được cái số code của mình mà các bạn sử dụng mà có một cái lỗi gì đấy, thì các bạn có thể gửi lại cái hình ảnh lỗi về cho mình để mình chỉnh sửa. Ok, rồi hôm nay thì nếu như mà các bạn ví dụ như bạn nào mới khó quá mà các bạn thực hiện không được thì mình sẽ support qua TeamView. Còn nếu như bạn nào mà có một chút kiến thức về Android rồi chẳng hạn, thì mình tin chắc rằng sau khi xem cái video này thì các bạn hoàn toàn có thể tự config chuyển đổi cái thằng Realtime Database của cái thằng Firebase sang chính cái tài khoản Gmail của tất cả các bạn. Ok, rồi thì hiện tại những cái sản phẩm số code của mình ấy, nó đang trỏ đến cái thằng Realtime Database trên tài khoản của mình, đúng không? Các bạn có được số code thì các bạn nên là chuyển đổi sang cái tài khoản của các bạn. Rồi đây, mình ví dụ nhá. Khi mà các bạn có được cái sản phẩm số code của mình, các bạn mở trên cái thằng Android Studio. Đầu tiên thì các bạn chú ý cho mình cái phiên bản Android Studio ấy, thì các bạn mở Android Studio lên này, các bạn click vào Help này, các bạn click vào About. Đây, đây chính là nó sẽ thông báo lên rằng cái phiên bản Android Studio mà các bạn đang sử dụng nó là bao nhiêu, đúng không? Thì trên mỗi một máy tính các bạn có thể sử dụng những cái phiên bản Android Studio khác nhau. Ví dụ như đây mình đang sử dụng cái thằng Android Studio Fork này, đó. Cái phiên bản này thì không phải là phiên bản mới nhất. Đó, ok. Rồi, đấy là cái cách kiểm tra phiên bản Android Studio. Thứ hai, sau khi mà các bạn mở số code lên thì mình thấy rằng có nhiều bạn nó sẽ có một cái cửa sổ thông báo lỗi ở góc bên phải này. Nó báo lỗi về Git, đúng không? Thì các bạn biết rằng cái sản phẩm số code này mình phải commit code lên Git để mình có chỉnh sửa gì thì mình sẽ update qua Git. Cho nên là mặc dù mình đã xóa cái thứ mục Git ở trong cái số code rồi, nhưng khi mà các bạn mở lên thì các bạn có thể nó sẽ thông báo một cái lỗi về cái thằng config git ở đây. Thì các bạn thấy cái cửa sổ đó thì các bạn sẽ click vào cái thằng config, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào dấu trừ và các bạn xóa cái git đấy đi. Đó, thì các bạn sau khi mà các bạn xóa git đi rồi nhá, thì các bạn sẽ ấn file này. Đây, các bạn sẽ click vào cái thằng file này và các bạn ấn sync project with gradle file để nó build lại cái số code cho các bạn. Thì lúc đấy nó sẽ báo hết báo lỗi. Ok, rồi bây giờ mình giả sử như khi mà các bạn đã mở được cái source code lên rồi, trong cái thằng Android Studio lên rồi, bây giờ chúng ta sẽ config chuyển đổi này. Đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Google, đúng không? Các bạn đăng nhập vào Gmail, sau đó các bạn vào cho mình cái thằng firebase.google.com. Đây chính là cái giao diện sau khi mà các bạn vào, đúng không? Đây là cái tài khoản này. Đó, rồi thì đầu tiên là các bạn phải tạo project trên Firebase, đúng không? Đây, các bạn mình sẽ lần lượt từng cái bước một nhé. Các bạn sẽ click vào Add Project này. Đầu tiên là các bạn sẽ chọn cho mình cái name của project. Thì cái này các bạn đặt tùy thôi. Ví dụ như ở đây mình đang config cái food order, đúng không? Thì mình sẽ đặt đây. Ví dụ như là food order như thế này. Đó, rồi sau đó các bạn ấn Continue. Ở đây nó có một cái phần, đó là nó các bạn có muốn enable cái thằng Google Analytics cho cái project này hay không. Thì nếu như các bạn không muốn, các bạn click vào đây. Còn nếu như mà các bạn cứ để mặc định cho mình như thế này cũng được, đúng không? Sau đó các bạn ấn Continue. Đó, ở đây nó sẽ bắt các bạn chọn cái tài khoản Google Analytics ấy. Thì các bạn sẽ chọn cho mình đầu tiên là cái thằng này, Analytics Location, thì các bạn để cho mình ví dụ như là United States cũng được. Ok, rồi các bạn ấn này, I accept này, the Google Analytics term, đúng không? Và các bạn click vào Create Project. Đó, sau đó thì các bạn đợi một chút để cho cái thằng Firebase nó tạo cho các bạn cái project ở trên này. Rất đơn giản, đúng không? Rồi thì trong khi mà đợi cái thằng Firebase nó tạo thì các bạn mở cho mình cái source code này. Các bạn vào cho mình đây, các bạn nên nhớ rằng chúng ta sẽ có hai chế độ để các bạn xem cấu trúc source code. Đầu tiên đó là chế độ Android, chế độ thứ hai là chế độ project như thế này, đúng chưa? Các bạn chọn Android này, các bạn mở cho mình manifest này.
Đây, các bạn đặc biệt chú ý cho mình một cái thông số, đó chính là cái packet, đúng không? Của cái ứng dụng này, đây là một cái rất là quan trọng, các bạn hiểu nó giống như kiểu là cái định danh project trên cái thằng Firebase ấy. Đây các bạn copy cho mình cái packet này. Đây các bạn copy. Đúng chưa? Rồi các bạn quay trở lại cho mình cái thằng Firebase, sau khi nó tạo xong thì các bạn thấy giao diện nó sẽ như thế này, các bạn ấn continue. Ok. Đó. Rồi, thì đây, sau khi mà các bạn tạo project rồi nhá thì các bạn cần phải chọn cái nền tảng mà các bạn muốn muốn tạo, đúng không? Đây, các bạn thấy rằng nó sẽ có 3 nền tảng này, các bạn chọn cho mình Android. Đúng chưa? Rồi, bây giờ các bạn mới vào cái bước thực sự là các bạn đăng ký cái ứng dụng của chúng ta. Rồi, đây, Android Package Name mình vừa nói, đúng không? Các bạn sẽ paste cho mình cái thằng Package Name của cái project này. Cái thứ hai là cái App Nickname, thì cái này là tên project để các bạn quản lý thôi. Cái này thì các bạn đặt tùy ý cũng được. Đây, các mình sẽ đặt là Food Order. Đúng chưa? Rồi, cái tiếp theo đó là cái Debug SHA1. Cái mã SHA1 này thì các bạn thấy rằng nó mở ngoặc optional, tức là các bạn có thể điền hoặc là không điền. Thì các bạn có thể bỏ qua cái thằng SHA1 này. Còn nếu như mà các bạn add SHA1 ấy, thì các bạn nhớ rằng các bạn nên cái trang YouTube của mình, đúng không? Đây các bạn thử tìm kiếm xem nào. Đây mình SHA1 xem có không nào. Hình như là mình có cái video mình đã hướng dẫn rồi đấy. Các bạn đợi mình một chút. Đây, mình đã hướng dẫn các bạn làm sao có thể lấy được cái mã SHA1 ở chế độ debug và remote rồi. Đó, thì các bạn nếu như các bạn muốn config cái tham số này thì các bạn sẽ lấy cho mình cái mã SHA1, sau đó các bạn sẽ điền vào đây. Ok. Rồi, các bạn sau khi xong các bạn ấn register app. Ok. Rồi các bạn đợi một chút để cho cái thằng Firebase nó tạo cho các bạn cái file đây, Google Service Edition này. Đúng chưa? Đó. Thì đây, thông thường nha, mình sẽ không down cái file này luôn mà mình sẽ đi config một loạt, sau đó thì mình mới down. Đây các bạn có thể ấn next này. Next này, sau đó thì các bạn ấn continue to console. Đây nó sẽ quay trở lại cho các bạn cái trang chủ của cái project này. Đây các bạn thấy rằng cái app food order mà mình vừa tạo thành công đây. Đúng chưa? Sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái thằng build. Đây các bạn thấy menu nét này, build này. Đó, các bạn chọn cho mình cái thằng real time database. Các bạn chọn cho mình thằng này. Đúng chưa? Để làm gì? Để chúng ta tạo cái thằng real time database. Rồi. Đây, khi mà các bạn chưa tạo cái thằng real time database thì nó sẽ có giao diện như thế này. Các bạn sẽ click vào cho mình cái button create database. Click vào đây. Cái location các bạn cứ để cho mình United States cũng được, đúng không? Các bạn ấn next này. Rồi tiếp theo là cái mode của cái real-time database này thì các bạn để cho mình mặc định rằng cái thằng start in local mode này, cái thằng đầu tiên này, các bạn ấn enable. Ok. Đấy, sau đó các bạn đợi cho nó một chút, đây nó sẽ tạo cho các bạn cái thằng real-time database như thế này. Rất đơn giản, đúng không? Rồi, đến đây rồi thì rất nhiều bạn sẽ quên cái bước, đó chính là chúng ta config cái thằng rule. Đây, các bạn cho mình cái thằng rule này. Cái thằng rule này cho phép chúng ta setting cái quyền đọc và ghi dữ liệu lên trên cái thằng real-time database. Thì nếu mà các bạn muốn đọc và ghi dữ liệu lên trên thằng này thì các bạn sẽ phải để cho mình cái rule ở đây, đó là nó true, đúng không? Đây, các bạn chuyển cho mình for này thành true này. Rồi, cái thằng này cũng true, read true, write true. Sau đó các bạn ấn public. Đây, public này. Đó. Đây, các bạn thấy rule public được này. Tức là các bạn đã setting xong cái thằng rule. Đúng chưa? Rồi, đây các bạn quay trở lại cho mình cái thằng database như thế này. Đó. Rồi, thì đến cái bước này ấy, thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể quay trở lại cho mình cái thằng này. Đây, các bạn, sau khi các bạn đã setting xong cái thằng real-time database rồi nhá, đúng chưa? Các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái thằng đây, các bạn click vào cái bánh răng này, các bạn chọn project setting này. Đó, để các bạn nhìn lại những cái mà các bạn vừa cài đặt. Đây. Đúng chưa? Các bạn sẽ download cho mình cái thằng Google Service này, JSON, các bạn download cho mình cái file này. Đây các bạn, download vào đây. Click vào đây để các bạn download. Đúng chưa? Đây, ở đây có một cái điểm lưu ý này. Sau khi mà các bạn download nhá, các bạn thấy rằng cái file ở đây này nó có một cái số 9 đằng sau. Tại sao? Bởi vì cái máy tính của mình ý, mình đã download quá nhiều cái file Google Service như thế này rồi. Đây là cái file thứ 9 rồi, cho nên là nó sẽ
nó sẽ có cái mở ngoặc chín ở đằng sau. Đây các bạn, đây đúng chưa? Đây các bạn sẽ copy cho mình cái thằng này, các bạn copy này đúng chưa? Bây giờ các bạn phải vào trong project để các bạn ghi đè lên cái file Google Service của tài khoản của mình. Cái file mà các bạn vừa download này này chính là cái file Google Service trên tài khoản mới của các bạn, đúng chưa? Đây thì các bạn phải ghi đè lên. Các bạn có thể để cho mình cái cấu trúc thư mục là project này. Đấy, các bạn mở này. Đây, các bạn thấy rằng cái thằng Google Service.json này nó nằm trong thư mục app, đúng chưa? Đó, thì các bạn sẽ paste vào đây. Đây, các bạn paste này. À, các bạn ấn paste. Thì đây, các bạn đẩy cho mình cái tên này. Đó, thì các bạn phải để đúng cái tên của cái file ấy, nó là như thế này. Các bạn xóa cái thằng 9 này đi. Đây, các bạn để đúng là Google gạch ngang service có chữ S. .json như thế này. Đó. Nếu như mà các bạn lại để mở ngoặc tròn 1 2 3 hay là 9 ở đằng sau ấy thì có thể là cái ứng dụng của các bạn nó sẽ không chạy, thì các bạn lưu ý cho mình cái đấy. Rồi, sau khi mà các bạn đặt đúng tên như thế này, đấy, các bạn ấn OK, đúng chưa? Thì nó sẽ hỏi các bạn rằng các bạn có muốn ghi đè cái file này không, thì các bạn sẽ ấn override để các bạn ghi đè lên. OK, đó là cái bước thứ nhất. Đúng chưa? Rồi, ở đây thì mình sẽ không thực hiện ghi đè. Sau khi mà các bạn thay thế cái file Google Service bằng cái file download từ tài khoản của các bạn về rồi ấy, thì các bạn sẽ phải chuyển sang bước thứ hai. Đây, các bạn vào cho mình cái thằng main này, Java. Đây, các bạn chọn cho mình cái thằng controller application. Đây chính là cái file ấy, mình code để mình khởi tạo lên cái thằng Firebase để chúng ta sử dụng cái thằng runtime. Thì đây các bạn thấy rằng nó có một cái tham số, đó chính là constant.firebase.url. Đó. Thì đây, các bạn giữ control, các bạn trỏ vào đây thì mình, cái này thì mình đang để trong file constant. Thì các bạn phải thay thế cho mình cái link này bằng cái link trỏ đến cái thằng runtime database của tài khoản của các bạn. Đó. Đây ví dụ nhá, cái thằng đây cái thằng cái file này mình vừa download về đúng chưa? Các bạn mở cái file này lên. Đó. Các bạn có thể mở trong cái thằng Android Studio cũng được. Đây các bạn thấy rằng nó có một cái đây này, Firebase URL này. Đó, các bạn để cho mình cái thằng này, các bạn copy cho mình cái thằng này. Đấy, đúng chưa? Và các bạn thay thế vào đây. Các bạn thay thế vào cái biến Firebase URL mình config trong file constant này. Các bạn thay thế vào đây. Đó. Vậy là chúng ta sẽ có hai bước để các bạn thay thế cái thằng runtime database từ Firebase. Nhắc lại, bước 1 các bạn ghi đè cái file Google Service.json. Thứ hai, các bạn thay thế cho mình cái Firebase URL ở trong file constant và mình dùng để khởi tạo cái thằng Firebase trong cái file controller application. Đó, các bạn lưu ý cho mình hai cái bước đấy. Nếu như các bạn làm sai thì hoặc là thiếu thì có thể là cái thằng runtime database nó sẽ không hoạt động. OK chưa? Đó, rất đơn giản. Vậy là các bạn hoàn toàn đã, các bạn đã có thể chuyển đổi cái thằng runtime database từ tài khoản của mình sang tài khoản của các bạn rồi. Rồi, bây giờ còn có một cái bước nữa mà mình muốn chú ý với tất cả các bạn, đó là gì? Đó là trên cái sản phẩm source code của mình ở trên cái thằng Google Driver ấy thì mình mới update lại, đó là mình sẽ gửi cho các bạn một cái file JSON, đó chính là cái data template, tức là cái data mẫu. Thì các bạn có thể import thẳng cái thằng đấy vào trong cái thằng runtime database. Đây nhá. Đây cái file này này. Cái mình đã có một cái file JSON mình mới update vào trong cái source code rồi. Đây, thì sau khi các bạn có cái file đấy, các bạn download về cái file đấy thì các bạn có thể import vào trong cái runtime database bằng cách là các bạn click vào ba chấm ở đây này. Click vào đây này. Đó, các bạn ấn import JSON. Đúng chưa? Sau đó các bạn ấn browser để các bạn trỏ đến đúng cái file. Đây mình sẽ đây này. Cái file đây là cái file .json như thế này này. Đó, mình đã đính kèm vào cái source code nếu như mà các bạn mua source code rồi. Đó, các bạn chọn vào đây. Đấy, nếu như mà các bạn chọn đúng file JSON ở đây thì nó sẽ tích ở đây và các bạn ấn import này. Đấy. Đây các bạn đợi một chút. Đó, thì những cái dữ liệu đây là những cái dữ liệu mẫu để tức là cái dữ liệu đang hiển thị hiện tại ở trên app ấy thì các bạn có thể không tạo mới nữa mà các bạn sử dụng luôn những cái cũ của mình. Sau đó thì các bạn đây, các bạn có thể sau khi các bạn import xong rồi, đúng chưa? Thì các bạn thấy rằng các bạn test xem rằng trên app nó có hiển thị hay không. Nếu như hiển thị bình thường thì chứng tỏ là các bạn đã config thành công. Thì các bạn có thể xem được cái cấu trúc dữ liệu ở trên này luôn. Thì lúc này thì các bạn mới bắt đầu các bạn thêm mới những cái dữ liệu mới bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra những cái dữ liệu
theo đúng những cái format mẫu của mình như thế này. Ok chưa? Đó, mình nhắc lại rằng cái file JSON này mình đã đính vào trong cái source code rồi. Những cái bạn trước đây ấy, các bạn mua source code của mình ấy, thì mình chưa đính cái file này, cho nên là mình toàn phải support các bạn thì mình gửi cho các bạn cái file này để mình import vào, đúng không? Bây giờ trong source code thì mình đã đính cái file rồi, thì từ bây giờ nếu như bạn nào mà mua source code thì các bạn sẽ có được source code và cái file này để các bạn import vào trong cái thằng Data Database luôn. Ok, đơn giản đó. Thế nhá. Đó thì thực ra cái công việc support này nó rất là dễ thôi, cho nên là mình quyết định là mình làm một cái video luôn để mình sẽ gửi cho các bạn trước nếu như mà các bạn xem mà các bạn không hiểu là một này, hai nữa là các bạn làm theo mà vẫn không được thì mình sẽ lại support các bạn thông qua TeamView vậy. Ok. Rồi, vậy là cái video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu và chia sẻ cho tất cả các bạn làm sao cách để chúng ta có thể chuyển đổi cái thằng Data Database từ tài khoản của mình sang tài khoản Gmail của chính các bạn. Và cách mà các bạn thực hiện import cái thằng Data Database từ một cái file JSON vào để chúng ta có cái data mẫu. Ok chưa? Rồi, thì cái video này thì mình tạm dừng ở đây thôi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cái sản phẩm Source Code của mình. Nếu như mà có gì không hiểu hay là có cái lỗi gì khi mà các bạn thực hiện thì các bạn có thể liên hệ với mình, hoặc là các bạn comment dưới video thì mình sẽ giải đáp. Ok, nếu như thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like trên YouTube này. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông để có thể nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.